cây này cây tam đa ba thân, hai thân này nó dính nhưng mà có cái thân này nó rời, nhưng mà tại hồi xưa là nó nằm y chang vậy, chúng ta trồng ráp vô rồi nha bạn, giống như là nguyên bản là khai thác ngoài tự nhiên về là nó có sẵn vậy rồi. Cây này chiều cao nó khoảng 1, 2, chiều cao nó khoảng 50 mấy thôi, 57, 58 thôi. Còn cái cụm gốc này mình để cái điện thoại, cụm gốc này nó bự lắm nha, khoảng 60 vậy. Tại ba gốc mười nè, ba gốc bự lắm. Này mặt sau này nha các bạn, này nu lục cục, cắt thì có cái bao hết, có cái chưa bao hết đâu, như cái này chưa bao hết đâu nha bạn, chưa bao hết đâu nha. Anh em nào nhắm cây nào được hợp túi tiền mình mua, còn mấy cây này ship là mấy cây này mình không gửi chậu đâu nha các bạn, chậu rất là nặng, mình không gửi những cái là những chậu này nó không có đáng giá tiền nhiều nữa, mình cũng không gửi chậu đâu nha, phải nhổ ra cây nó của mình nó bó bầu lại với lại gửi phí ship đồ nó mới nhẹ chút, tại mình bao ship hoàn toàn hết rồi, là cái chậu nặng quá gửi vận chuyển không có nổi các bạn, rinh lên rinh xuống rất là cực, mua công nha các bạn.